Hi team, mình giới thiệu với mọi người đây là cây sầu riêng nhá. Đây là những cây tiêu này. Đó, cây tiêu này nó rất nhiều hoa này. Đó, thấy không? Nó hoa từ trên xuống luôn á. Nhưng mà trái đầu thì không biết là nhiều hay không. Đây, đây là trái tiêu. Đây, đây là những trái tiêu đấy. Và công việc của mình bây giờ là mình đi lượm tiêu, lượm bơ chứ không phải là đi so sánh tiêu. Nên là mình sẽ lượm những trái bơ như thế này đưa về đó. Đây, ôi, những quả này đã chín rồi, mình cần phải mang chậu lên đấy thôi. Đó, những quả bơ này này mình đã gom góp được rất nhiều nhá. Đó, đây đây. Thực ra thì vừa làm vừa quấy thế này đây, một tay nó mới lâu, thời gian thì chuẩn bị đi nữa rồi. Đó, mình đã gom được một đống rồi. Đây, cây bơ này là mình rất thích, trái nó thế này, trái nó rất to nhá, và nó có bùi phần phần á. Những quả mới ra rồi là nó sẽ có bùi phần phần á. Đó, và hôm bữa đây thì nhiều trái lắm, nhưng bây giờ rụng hết rồi. Cũng biết rụng hết hay là do bám nữa, nhưng mà cảm giác cái trái nhỏ. Đây, trái bơ như thế này thì rất to nhá, to hơn bàn tay mình luôn. Đó, có bơ thế này thì bán mấy chục ngàn quả ấy, nhưng mà đùa đâu, 30-40 ngàn đấy, ghê không? Quả ghê đúng không? Nhiều khi nhìn mà thấy thèm bơ quá. Đây có một quả này lấp ló trong lá này, đâu ai biết đâu. Và đứng dưới cây bơ thì nhiều khi cẩn thận nha, nó rụng chứ. Và đây, đây là thành quả của mình, thành quả sau một hồi đi lượm bơ. Đây, đây có rất nhiều bơ, từ quả to đến quả nhỏ. Đó, quả chín rồi, quả chưa chín. Những quả này thì còn xanh, mình có thể mang đưa đi ăn này. Còn những quả này thì chín rồi thì mình sẽ để lại ở nhà cho bò. Đó,